Và chiếc tiếp theo này em gửi tới cho các bác là một chiếc Orange Star. Đây là một chiếc hàng cao cấp của Orange chứ không phải là bản thường nhé. Vừa nãy thì em có giới thiệu cho các bác một chiếc bản thường, nhưng mà bây giờ thì em gửi tới cho các bác một chiếc Orange Open Heart. Đặc biệt là với chiếc này chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt xanh thiên thanh. Ở đây em có một cái em có một thiết kế đó là mặt xanh ngọc nữa. Mặt xanh ngọc thì nó đẹp hơn một chút nhưng mà nó sẽ tối mặt hơn. Nhưng mà chiếc này thì chúng ta sẽ có ở đây là mặt xanh thiên thanh. Mặt xanh thì nó nhìn nó hơi ngả đen một tí thôi. Đó. Màu xanh dương, ở đây chúng ta sẽ có một cái thiết kế màu xanh dương, mặt màu xanh thiên thanh ở đây nha, rất là đẹp chưa? Đó. Mã của chiếc này là RE gạch AT0001L, gửi tới cho các bác ở đây. RE AT0001L. Chiếc này thì chúng ta sẽ có cái size mặt nó vừa, và thiết kế đặc điểm ở đây là dây kim loại. Nó gần giống với cái phiên bản sáng nay, buổi trưa nay em cũng có làm một cái video về cái chiếc mặt xanh ngọc. Đó, nó cùng 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 dòng luôn. Chiếc này thì ở hãng thì sẽ có mặt trắng để mi vàng này, hoặc là mặt trắng cọc trắng luôn, hoặc là mặt đen kiểu dạng đen than ấy. Thế nhưng mà chúng ta em các bác có thể xem ở trên hình đây. Đó. Nó có 3 màu, nó khá là đẹp, nhưng mà với chiếc này thì em cảm giác là khi mà cầm trên tay cũng là sử dụng với chiếc này nhá. Mặt xanh thì nó là một cái màu mặt có thể nói là trong cái thời điểm hiện tại nhé, nó vẫn đang là một cái màu mặt cực kỳ là hot, và đặc biệt là của Orange Star nữa. Đấy, Orange Star thì nó sẽ là những cái dòng đó là cao cấp hơn những cái phiên bản thường, và nó đẹp hơn, chắc chắn rồi, nó cao cấp hơn nên là về cái thiết kế nó sẽ đẹp hơn. Về cái phần mặt ở đây chúng ta sẽ có mặt màu xanh thiên thanh, và chiếc này chúng ta sẽ có 12 bộ cọc số, là bộ cọc số dạng inox, thiết kế dạng nổi, và điểm nhấn là ở chiếc này nhé, là góc 6 giờ và góc hướng 12 giờ. Ở đây chúng ta sẽ có là cọc số là mã tạo cái điểm nhấn cho cái phần mặt, và trước nào chúng ta vẫn sẽ có phủ dạ quang ở trên cái phần chóp của 12 bộ cọc số luôn. Đó, hỗ trợ nhìn đêm khá là tốt. Và trước này bộ về cái phần kim cọc ở đây chúng ta sẽ có kim giờ và kim phút. Ở đây thì chúng ta sẽ là kim kiếm vuốt nhọn và sẽ có rãnh phủ dạ quang ở bên trên. Cùng với đó là nó sẽ có thiết kế bó cạnh hai bên, đó tạo cho chúng ta được cái độ sắc bén cũng là về cái độ bắt sáng nó tốt hơn, nó không bị đơn độc. Đấy. Và ở góc hướng 12 giờ chiếc này chúng ta sẽ có kim xăng báo cót, với thời gian check cót tối đa của chiếc này là 50 giờ. Với bởi vì chiếc này là một cái phiên bản mới này, chúng ta sẽ có check cót tối đa 50 giờ. Đợt trước thì nó sẽ có một thiết kế đó là check cót tối đa chỉ có 40 giờ thôi, nhưng mà đợt này thì khá là lâu rồi hãng đã sản xuất ra cho chúng ta những cái phiên bản mới nó chất lượng hơn. Đó, với thời gian check cót tối đa là 50 giờ, một thời gian check cót cực kỳ cao cho anh em, khi mà chúng ta kể cả chúng ta không có nhiều thời gian đeo nhưng mà nó vẫn có đủ thời gian để cho chúng ta có thể check cót và vẫn có thể hoạt động, nó vẫn sống. Điểm tiếp theo của chiếc này là ở góc 6 giờ, đây chúng ta sẽ có logo OS Orange Star Micro Automatic này. Đó, ở bên dưới chúng ta sẽ có là máy F6R4 các bác nhá. Đó, máy F6R4 cùng với cái mã mặt bằng xanh ngọc. Mặt bằng xanh ngọc thì nó cũng là máy F6R4. Đó, và những cái mặt mặt trắng hay là mặt nâu nữa thì nó cũng là một cỗ máy chung, nó chỉ khác nhau với cái phần mặt thôi. Nhưng mà theo em thì đây là một cái màu mặt nó khá là đẹp. Đó, nó khá là đẹp khi mà lên tai. Đấy. Và điểm nhấn của chiếc này là ở góc hướng 9 giờ, ở đây chúng ta sẽ có một ô cửa sổ open hood nộ cơ, nộ cái con tim của chiếc này, hở van tim đấy ạ, các bác hay gọi là hở van tim. Đó, và điều mà em đặc biệt là thích khi mà nên có tay với chiếc này thì nó sẽ có kim xăng báo cót. Mà mặc dù thì chúng ta đeo ít nhưng mà khi mà chúng ta đeo trên tay và chúng ta hoạt động bình thường hàng ngày thì chiếc này thì nó vẫn sẽ nên có cho chúng ta. Đó, vẫn sẽ nẹp cót cho chúng ta chứ không cần phải là ngày nào chúng ta cũng phải xoay xoay nên có tay như này. Đó, chúng ta đeo trên tay. Đó, chúng ta đeo trên tay, chúng ta hoạt động bình thường thì chiếc này nó vẫn nên có tay bình thường nhá. Đó, và cái phần kim xăng báo cót ở đây chúng ta sẽ có là kim màu trắng bạc vuốt cạnh hai bên, nó bắt sáng khá là tốt. Kính của chiếc này thì chắc chắn đó là kính sapphire rồi, chống trời chống xước gần như là tuyệt đối cho chúng ta trong cái quá trình sử dụng, nó không xảy ra cái vấn đề xước râm hay là trời xước quá là nhiều. Đó, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta nên cân nhắc và nên giữ gìn bảo quản tốt hơn. Đó, hàng bảo quản tốt hơn thì lúc nào nó cũng sẽ ok hơn những cái hàng mà chúng ta dùng chải chã, chúng ta chà đi chà lại thì nó không tốt. Đó, chúng ta dùng giữ một tí thì cái chất lượng sản phẩm của nó sẽ được lâu hơn. Đó, và tiếp theo là ở đây thì sẽ là vòng bezel và cái phần càng. Bezel ở đây chúng ta sẽ có là đánh bóng này, phần càng thì sẽ có phay xước ở đây, và ở góc hướng 3 giờ sẽ là núm chỉnh của Oren, và chiếc này chúng ta sẽ có hacking stop dừng kim giây khi chỉnh giờ. Đó,
Ở chiếc này mặt xanh khá là đẹp. Tiếp theo là về cái phần mặt đáy nhá. Mặt đáy của chiếc này sẽ là mặt đáy hở với bố vang của Oren Japan. Với cái phần bố vang này thì ở đây thì chúng ta sẽ có màu trắng bạc. À xin lỗi các bác, được mạ màu PVD màu vàng. Đó, với bố vang của Oren đây. Ở cái vòng cây spike bên ngoài chúng ta sẽ có là máy F6R4. Đó, máy F6R4. Water system chống nước 13 này, stainless steel toàn thép không rỉ. Và chiếc này thì chúng ta sẽ có là kính sapphire crystal, kính sapphire nguyên khối đây. Đó, stainless steel toàn thép không rỉ, Epson công ty mẹ của Oren và Made in Japan. Hàng chính hãng sản xuất và lắp ráp tại Nhật luôn, đặc biệt là quý khách hàng của em Duy khi mà mua hàng. Các bác các chú hay là anh em khi mà mua hàng thì đều cái câu đầu tiên hỏi nhiều nhất ở bên em thì ngoài cái mức giá ra thì nó có phải là hàng Nhật hay không và có phải là nước thứ ba sản xuất hay không, thì cam kết cho các bác là với cái mã này thì nó là hàng Nhật luôn các bác nhá. Hàng Nhật là đặc biệt là được các bác quan tâm rất là nhiều. Đó, và với chiếc này thì hãng có cả những cái màu mặt như là mặt trắng demi vàng hay là mặt trắng cọc trắng, rồi là mặt xanh, có hết đầy đủ thì các bác có thể tham khảo trên video em sẽ đưa lên đây để cho các bác tham khảo. Nhưng mà cái màu mặt này thì em thấy là nó ok nhất và nó ổn nhất khi là lên tai. Tiếp theo là về cái phần dây. Đó, phần dây ở đây chúng ta sẽ có dây thép đúc. Dây thép đúc với 3 chỉ là được đánh phay xước và 2 chỉ đánh bóng điểm xuyến ở trên cái phần phần dây này, nó có sáng tốt hơn. Đó, nó đẹp hơn và nó khỏe hơn. Đấy, về cái phần dây và khóa thì chúng ta sẽ có khóa gập một bên của Oren và sẽ có hai nút bấm, và với phần khóa này chúng ta sẽ có thiết kế đánh phay xước và có in logo của hãng nữa. Và phần mặt của chiếc này thì nó rơi vào khoảng độ tầm 39 các bạn, 39.3 thì 39.3 các bác ạ. Phần mặt là 39.3 và cái độ dày của chiếc này là 12.3. Thiết kế phần mặt như thế này thì sẽ phù hợp với cổ tay của anh em các bác các chú khoảng độ tầm 10 năm là anh em đã đeo được rồi. Và đặc biệt là ưu ái là chiếc này là của Oren Star các bác ạ, Oren Star. Và là hàng mới, hàng new full box của sổ thẻ và sẽ có sổ bảo hành của hãng luôn nhá. Đó, sản xuất và lắp ráp tại Nhật luôn. Chiếc này cổ tay thì 10 năm đã có thể đeo được rồi. Anh em nào cổ tay nhỏ nhá, cổ tay nhỏ thì lưu ý cái phần này, đặc biệt là đeo rất là hợp. Chiếc này là chiếc của Oren Star nữa, và mức giá gửi tới cho các bác, mức giá với chiếc này chỉ có 6.800.000 thôi. 6.800.000 cho một chiếc Oren Star Open Heart nội cơ, mặt xanh thiên thanh rất là đẹp như thế này. Đấy, các bác có thể liên hệ qua hotline để ở trên phần tiêu đề nhá. Đó.